Tại sao bán rẻ mà vẫn ế khách? Có bao giờ các bác tự đặt ra câu hỏi cùng kinh doanh một mặt hàng, ngành hàng như vậy, mình bán rẻ hơn so với nhà B nhưng vẫn ế khách không? Em vẫn hay tâm sự với khách sỉ nhà mình. Có nhiều bác trước khi nhập hàng về bán đều thắc mắc một câu hỏi rõ ràng: cùng một mặt hàng đấy bán rẻ hơn, khách ăn xong ai cũng khen ngon hơn, chất lượng tốt hơn mà không hiểu sao vẫn ế khách. Các bác có bao giờ nghĩ rằng thứ mình bán không phải là hàng hóa mà chính là nhu cầu của khách hàng không? Những giá trị khách hàng có thể nhận được khi mua hàng của mình là gì? Đối thủ của các bác không chỉ có giá cả hợp lý, người ta còn đầu tư về hình ảnh, bao bì sản phẩm, sự chuyên nghiệp trong khâu bán hàng, tôn trọng lắng nghe ý kiến của khách hàng và chế độ hậu mãi, từ đó tạo ra giá trị vô hình mà khách hàng có thể cảm nhận được. Ngoài ra, họ còn tập trung vào hình ảnh quảng cáo và phát triển thương hiệu rất tốt, giúp tiếp cận khách hàng tốt hơn, thân thiện hơn. Còn các bác tập trung vào quan tâm đến giá cả mà không quan tâm đến nhu cầu của thị trường thì ế cũng là điều hiển nhiên thôi ạ. Vậy nên đắt hay rẻ là do cảm nhận của mỗi người. Các bác hãy để khách hàng cảm thấy mình nhận lại được nhiều hơn với số tiền mình bỏ ra. Khi đó khách hàng sẽ sẵn sàng chi trả cho mặt hàng đó và gắn bó lâu dài với mình được.